Xin chào bạn, trong quay trở lại tuần tình vừa tôi sẽ mở một lần một sắp đi dùng cụ cắt tỉa bấm lông mũi máy toner tiện dụng bằng thép không gì cao cấp bền dễ sử dụng, cả tiền ship đây là 36.900 đồng. Bây giờ tôi sẽ mở hộp nhé. Đây, hết nha. Vừa ra nó chỉ là một cái này. Cái này thì các bạn lướt Facebook nó quảng cáo nó trên 99k rồi, nhưng vào Shopee nó rẻ hơn. Nó có một cái chổi vệ sinh đấy, nó chỉ cho những bóp như này nhìn. Đấy, nó xoay cái vòng trong này. Rồi các bạn muốn mua sản phẩm này các bạn bấm cái link mô tả luôn dưới nhé. Tôi mình xin tạm dừng đây, các bạn like, chia sẻ video, đăng ký kênh mình nhé. Chào các bạn.